Diệu kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SET 57.4. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và Vấn đáp cùng với Nguyễn Ngọc Diệu và tổ hợp luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn. Kính thưa quý vị, trong lúc mạn đàm với hai vị luật sư, mời quý vị gọi vào đài số phone là 714-534-9800 để đặt câu hỏi trực tiếp đến hai vị luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn. Kính chào luật sư Anh Tuấn. Vâng, xin chào cô Ngọc Diệu cũng như quý khán thính giả đang xem đài và chào Đỗ Phủ. Xin kính chào quý vị và chào Ngọc Diệu, chào Anh Tuấn. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị vấn đề là xóa án những án hình sự như thế nào. Xin luật sư Đỗ Phủ. Vâng, chúng ta phần đông đều có một số người trong gia đình chúng ta, một số người quen chúng ta bị những cái lỗi lầm mà đôi lúc trẻ hoặc là đôi lúc mình lỡ dại, mình bị những cái chuyện mà vướng vào hình sự. Và khi bị vướng vào hình sự nó đẩy để đến chuyện là những cái hồ sơ nó nằm ở trong cái hồ sơ của chúng ta để vấn đề đi làm, cũng như là nó ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp của mình. Cho nên hôm nay chúng tôi mới nói là có một số cách quý vị có thể xóa được hồ sơ của mình. Đôi lúc đó là những cái tội mà đại hình cũng có cách để quý vị xóa được. Tội tiểu hình thì luật ở tiểu riêng ở tiểu bang Cali có cách cho mình xóa hồ sơ để mình không bị ảnh hưởng tới vấn đề nghề nghiệp, hoặc là không ảnh hưởng tới mình đi làm, mình phỏng vấn người ta hỏi hồ sơ mình như thế nào. Và đặc biệt là những em nhỏ dưới tuổi vị thành niên, bố mẹ nên có trách nhiệm, và nếu mà nghe được chương trình này thì nhắc các em đó phải xóa hồ sơ và siêu lại hồ sơ luôn, chứ mà chỉ xóa không sau khi các em đã trên 18 tuổi, chứ không phải là tự động tòa án xóa cho họ. Và chúng tôi sẽ xin trình bày những cái lợi và những cái hại nói chung của cái chuyện mà mình xóa hồ sơ sự mình để mình có được cái gì. Theo Ngọc Diệu biết là trong khi chúng ta đã thọ án rồi là chúng ta đã làm cái trách nhiệm của cái vấn đề mà chúng ta đã làm, thì xóa án như vậy nó có lợi ích nào thưa luật sư Anh Tuấn? Vâng, khi mà chúng ta chưa xóa án á, đối với cặp mắt người thường nhìn vào, họ thấy trên hồ sơ của chúng ta lý lịch hình sự của mình, họ ra với những cái thời buổi điện toán ngày hôm nay, rất là những cái tin tức đó họ có thể điều tra lấy ra rất dễ. Thì chẳng chúng ta đi xin việc làm, những họ nhìn vào với cái lý lịch như vậy, có thể họ không có mướn chúng ta, hoặc là đôi lúc những cái công việc mà chính phủ cấp level cao, hoặc là quý vị đôi lúc phải xin vấn đề di trú, nhập tịch v.v. cũng phải xóa hồ sơ, mặc dù thi hành án sau lòng chuyện, nhưng một cái án đó, những cái đó, cái tội danh có số phải điều kiện để mà được làm công chuyện đó hoặc được bảo quốc tịch phải xóa những đó trước. Trong thủ tục xóa đây không có nghĩa là mình xóa, nó có nhiều cái tên khác nhau, nó có thể là destroy, có thể là niêm phong lại, có thể là tẩy xóa hồ sơ. Nhưng mà cái chữ xài chung là expungement, nhưng mà chúng ta có thể nói nôm na có hình thức là như là xóa án hay bạch hóa hồ sơ hình sự. Xin luật sư Đỗ Phủ giải thích cho biết là cái chữ expunge và cái chữ seal cái hồ sơ chúng ta nó khác nhau như thế nào? Cái chữ expunge đây có nghĩa là mình chỉ đổi cái án mình đó là từ có tội lúc trước, và sau khi mình thọ án xong, cái thời gian mình án treo mình chịu xong, và hoặc là mình đi tù xong, thì mình đổi cái tội mình từ có tội thành không có tội. Cái expungement là như vậy. Mà còn cái chữ siêu đó thì nó nói chung là nói đến chuyện mình lấp kín đi tất cả những hồ sơ của mình để người khác không thấy được. Thường thường cái chữ mà siêu đó là liên quan tới hồ sơ của các trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Sau khi 18 tuổi, những em này tùy theo một số tội có thể xin tòa án là không những là đổi cái tội mình từ có tội thành không có tội, mà cái hồ sơ hình sự mình được hủy đi, hủy từ cấp biện lý của tiểu bang, tức là cơ quan tư pháp tiểu bang, họ phải xóa hồ sơ của mình, tới những cái sở cảnh sát họ phải xóa luôn những hồ sơ mà tồn kho về con người của mình đã từng bị bắt những cái năm xưa mặc dù bị những cái tội đó. Thì hai cái chữ mà expungement tức là đổi tội và chữ seal hoàn toàn nó có cái nghĩa khác nhau. Nhưng mà khi mình nói tới expungement thì mình liên tưởng ngay chữ seal, và hai chuyện này nó không có tự động nó liên quan với nhau. Và một lần nữa là không có nghĩa là ai cũng seal được. Đúng rồi, không phải ai cũng siêu được. Còn lấy cái certificate of rehab thì có ảnh hưởng như thế nào thưa luật sư Anh Tuấn? Cái đó chúng tôi cũng thường làm những hồ sơ mà không số tội tội danh, có số tội quý vị xài bệnh viện không bao giờ xóa được, chẳng những cái tội murder hoặc là những tội mà serious violent crime, những tội bạo lực bạo động nhiều đó. Tuy nhiên có một số tội hình sự chúng ta vẫn có thể xóa, làm cái thủ tục xóa được, nhưng mà phải trải qua nhiều cái thủ tục khác nhau. Và một cái mà cô Ngọc Diệu vừa mention là
đó hình thức giống như là mình ra mình xin thỉnh cầu với tòa, mình chứng minh lại là con người mình đã giống hoàn lương, thời gian đã trải qua lâu rồi và mình làm tất cả những gì mà xã hội đòi hỏi mình làm, tức là mình nói chung là trả đủ những cái gì mà mình đã nợ với xã hội, tức là mình làm đẹp và không những mình làm xong hết đó mình thọ án mà mình còn làm trở thành con người tốt hơn, mình ra làm nhiều chuyện thiện nguyện hơn, mình tham gia nhiều chuyện, thì những tất cả những cái yếu tố đó khi mà chúng tôi ra tòa thì chúng tôi nói chung là trình bày với con tòa thì thuyết phục để những cái án đó đôi lúc vẫn có thể xóa được. Nó không phải là vấn đề xóa đây, mà nó gọi là certificate of rehabilitation, cái chữ mà mình nói nôm na là xóa như luật sư ta nói đó, nhưng mà cái chữ mà certificate rehab nó khác với lại cái expungement ở đây là trong cái chuyện mà tội tiểu hình hoặc là cái tội đại hình nào đó mà mình expunge thì mình đổi từ có tội thành không có tội, nhưng mà riêng cái chữ mà certificate of rehab á, là mình chỉ chứng minh lại mình là con người hoàn lương, như luật sư anh Tuấn mình nói nôm na là không có tội đó, thì cái chữ mình đã được hoàn lương rồi đó, thì khi mình đi làm việc đó, luật ở tiểu bang California bắt những hãng đó, nếu mình đã có cái certificate of rehab á, thì họ không được quyền kỳ thị mình, coi như mình là con người đã từng bị có án, và nếu họ từ chối không cho mình làm việc vì mình đã có cái certificate of rehab, tức là cái chứng tín chỉ, nó gọi là cái chứng chỉ hoàn lương đó, thì trong trường hợp đó mình có thể kiện được cái cơ quan làm việc đó, hoặc là mình xin việc ở một cơ quan tiểu bang nào đó, nếu mình có certificate of rehab thì coi như là mình đã hoàn lương và họ không được dùng cái hồ sơ của mình, mặc dù cái tội của mình có thể là một cái tội robbery, tội ăn cướp, tội của mình có thể là một cái tội đó gọi là một cái tội mà hiếp dâm trẻ em theo như luật định chẳng hạn như vậy. Những cái certificate rehab đó nó làm cho mình là coi như là người ta không dùng cái hồ sơ đó chống lại mình được. Chứ nhưng mà hồ sơ mình không có nghĩa là mình thành không có tội. Nó khác ở chỗ đó. Và cái thủ tục mà xin cái tín chỉ hoàn lương nó cần cái thủ tục đó rắc rối hơn là mình làm cái expungement. Và nó đòi hỏi như luật sư Tuấn nói đó, nó phải có sự ra tòa, phải có chứng minh mình đã làm gì tốt cho xã hội. Chứ chắc mình nói là chứng minh hành kiểm tốt nghe nó dễ, nó có vẻ hợp lý, dạ, phù hợp trong cái trường hợp. Dạ, tôi nghĩ là mình dịch là chữ gọi là gọi chứng là đạo đức chứng minh người đã hoàn lương. Như là giang hồ đó là hoàn lương. Hoàn lương là coi như mình trả lại người lương thiện và coi như mình đã không có vi phạm nữa. Cái đó làm nó khó hơn và nó tùy theo từng cái tội, có tội 7 năm, có tội 9 năm, có tội 10 năm, có tội 12 năm mình mới xin được cái gọi là chứng chỉ hoàn lương. Có rất là nhiều người đến văn phòng thì hỏi Ngọc Diệu là tôi đã bị bắt nhưng mà chưa bao giờ mà bị án, mà không những một lần, 5-6 lần, như vậy tôi có cần phải xóa hay không? Cái đó là cái nó gọi là cái arrest record, tức là cái hồ sơ bị bắt thôi, là bị tình nghi thôi. Nước Mỹ nó khác với lại một số nước khác là mình chỉ bị bắt, bị tình nghi, mình không có tội. Và cái hồ sơ arrest record đó nó có thể ảnh hưởng đến chuyện khi mình đi xin những cái việc làm của chính phủ, cơ quan FBI chẳng hạn, quân đội, hoặc là những cái công việc mà nó tự nhiên mà đòi secret chẳng hạn như vậy đó. Thì cái certificate cái arrest đó nó cần cái sự chứng minh của mình là chứng minh mình vô tội. Hôm nay là cái cũng là nhân là cái ngày mà gần tới 30 tháng 4. Cho nên tôi nghĩ lại cái chuyện mà cách đây 35 năm trước chúng ta mất nước, 37 năm trước chúng ta mất nước. Cho nên nhân cái ngày 30 tháng 4 này, cái phần thứ nhì của cái chương trình của Đỗ Phủ Anh Tuấn chúng tôi dành cho cái giới trẻ, họ lên nói chuyện về cái sự cảm thông của họ, sự cảm nhận của họ về cái ngày mất nước, và cái ngày đó là ngày quốc hận của chúng ta như thế nào. Thì cái ngày đó là ngày mà chúng tôi cũng kêu gọi quý vị giải thích cho con em mình là cái 30 tháng 4 là một ngày mà chúng ta mất nước, tại vì nhiều em nhỏ đây không biết, và không biết là cái ngày đó là ngày đất nước mình đã bị mất vào tay Cộng sản. Cho nên lát nữa đây chương trình chúng tôi sẽ dành cho giới trẻ, các anh em họ sẽ nói chuyện về ngày 30 tháng 4 và cái sự tham gia của những người trẻ vào ngày 30 tháng 4 nên tham gia như thế nào. Cảm ơn luật sư Anh Tuấn cũng như luật sư Đỗ Hổ đến đây ngày hôm nay. Vâng. Kính thưa quý vị, sau phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài, thì Ban Liên lạc các hội đoàn giới trẻ Việt Nam sẽ gửi đến quý vị vấn đề 30 tháng 4 đen 1975. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng SET, chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã trở lại với đài SET. Và trong phòng ghi âm của chúng tôi có các thành viên trong ban liên lạc các hội đồng trẻ, Thu Hà Nguyễn, và bên cạnh chúng tôi có Ngô Thiện Đức. Trân trọng kính chào quý khán giả của đài SET và chào tình nghị viên của thành phố Gandro cũng như là Michel ở tổng hội sinh viên. Xin mời Michel có gửi lời chào tới quý khán giả. Michel xin gửi lời kính chào quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay anh em chúng tôi trong ban liên lạc các hội đồng trẻ có mặt nơi đây để gửi đến tất cả quý vị đồng hương chương trình của ngày tháng Tư Đen mà cả hội đồng trẻ đang tổ chức một buổi hội thảo. Và xin anh Đức có thể gửi và Michel có thể gửi đến chương trình buổi hội thảo của chúng ta. Kính thưa quý đồng hương, thì trong cái tháng Tư Đen thì để kỷ niệm, để ôn lại cũng như là trong cái tháng Tư mà coi như đau buồn của dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì cái chuỗi sinh hoạt thì nó xuyên suốt trong một tháng, thì ban liên lạc các hội đoàn trẻ cũng nằm trong cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta, có tổ chức một buổi workshop vào ngày thứ Bảy 29 tháng 4 năm 2017 tại 8200 Swiss Center. Thì từ 1 giờ tới 4 giờ thì Michel là một cái thế hệ tiếp nối của những người trẻ mà ban liên lạc các hội đoàn trẻ muốn tổ chức cái buổi workshop này, để cũng muốn hướng dẫn cho các bạn trẻ ôn lại những quá khứ đau thương của dân tộc Việt Nam trong cái tháng Tư Đen, cũng như là sau khi chúng ta định cư ở Hoa Kỳ và hội nhập như thành đạt như thế nào. Và mình cũng muốn các bạn trẻ chia sẻ cũng như nói lên cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình. Vì vậy mà hôm nay có mặt Michel, thì Michel có thể chia sẻ với quý đồng hương về cái workshop của chúng ta vào ngày 29 tháng 4. Dạ, thì trong cái workshop của ngày 29 tháng 4 thì ban liên lạc hội đoàn giới trẻ cùng tưởng niệm và đóng góp cho buổi sinh hoạt này sẽ bao gồm Tổng hội sinh viên Nam Cali, Đoàn thanh niên Phan Bội Châu, Liên trường Trung học Mỹ gốc Việt, Đại đạo thanh niên Cao Đài, Gia đình Phật tử Thiền Quang, Giới trẻ Công giáo và các đoàn thể khác. Thu Hà, thì với cái nhiệm vụ là trưởng ban liên lạc của các hội đoàn trẻ, thì Thu Hà thấy như thế nào khi có một người trẻ như Michel mà thế hệ tiếp nối sau thế hệ của chúng ta, Đức với Thu Hà, thì Thu Hà có cảm tưởng như thế nào? Đó là một cái điều rất là thành công mà hầu như là cộng đồng của chúng ta phải có những cái thế hệ đi kế tiếp để mà thay thế làm tốt hơn. Tại vì mỗi một thế hệ chúng ta có một cái trách nhiệm hướng dẫn cho các thế hệ kế tiếp để mà tiếp tục con đường, và không phải để làm giống như là chúng ta đã làm, mà phải làm tốt hơn những gì chúng ta đã làm. Thì đó là cái chủ đề mà cho cái workshop của ban liên lạc các hội đồng trẻ cho cái ngày 29 tháng 4 là chúng ta nghĩ gì, đã học được gì, nghĩ gì trong suốt 42 năm qua, và chúng ta cảm thấy chúng ta cần làm những gì và muốn gì cho cộng đồng phát triển cho những năm sắp tới. Mà cái điều quan trọng là chúng ta muốn các bạn trẻ chia sẻ, cũng như sau khi mà nghe về cái workshop về những cái biến cố đau thương sau năm 75, mà sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì các bạn trẻ sẽ hiểu gì về cái quá khứ đau thương đó, và sau khi hội nhập vào đất nước Hoa Kỳ thì các bạn sẽ muốn cái gì, cũng như là vì vậy mà Michel có thể chia sẻ với quý đồng hương về cái workshop sắp tới. Dạ, thì Michel xin chia sẻ một tí. Đối với Michel thì Michel muốn học hỏi thêm về lịch sử của đất nước Việt Nam và hiểu rõ về những đau khổ và kinh nghiệm mà cha mẹ ông bà đã trải qua. Thì ngày 30 tháng 4 là một cái ngày rất là quan trọng vì đã thay đổi rất là nhiều cho dân tộc Việt Nam. Và Michel cũng có thấy là cái sự thay đổi đó cũng có ảnh hưởng ở trong gia đình của Michel, vì gia đình Michel hồi trước ba mẹ qua đây thì hai bàn tay trắng và phải chiến đấu rất là nhiều và phải trải qua rất là nhiều đau khổ để có ngày hôm nay. Và nhờ vậy thì Michel mới có tương lai tốt đẹp hơn. Thì Michel là từ thế hệ trẻ thì Michel rất là mong muốn là sẽ có thể tiếp tục những gì thế hệ trước đã
đạt rồi rồi mình có thể theo cái đó để cho tương lai mình có thể tốt và cho thế hệ sau cũng có một cái giống như là một cái example để theo. Yeah. Vậy chị Thu Hà có một câu hỏi Marcel nha. Vậy thì Marcel nghĩ là bố mẹ Marcel ở đây thì theo cái khoảng thời gian á là bố mẹ của Marcel là thuộc về bố people hay là năm 75? Theo both people. Both people, yeah. Ok. So, Michelle có biết là cái workshop của chúng ta có đi theo khoảng thời gian, timeline, right? Yes. So, có nghĩa là Michelle có thể kêu gọi tất cả các đồng hương chúng ta, kêu con anh chị em trẻ của chúng ta là mang theo những cái bức hình ở trong gia đình, những bức hình yeah. cũ để mà mình đem tới và mình nói, mình chia sẻ cái câu chuyện. This is our story. Yeah. I'm come from a both people family. This is my story. Yes. So, yes, I think that would be a great thing to do. It would be, it would bring a lot of memories back for people as well. Và something có đó là một cái điều mà ban liên lạc của hội đồng trẻ rất là mong muốn tất cả quý vị đồng hương hãy khuyến khích con em của chúng ta đến cái workshop để đây là cái dịp mà anh em trẻ trao đổi những gì mà mình học hỏi được và những và chia sẻ những cái gì mà cái hướng đi của giới trẻ, hướng đi của những người trẻ muốn gì và sắp sẽ tiếp tục làm gì phục vụ trong cái con đường. Vì vậy mà rất mong quý đồng hương hãy khuyến khích con em của chúng ta đến tham dự cái buổi workshop vào ngày 29 tháng 4 năm 2017 từ 1 giờ cho tới 4 giờ chiều ở tại 8200 Civic Center, thành phố Westminster. Thì nhân tiện đây thì Michelle có thể nói sơ về trong cái workshop đó chúng ta có những cái đề tài gì trong cái ngày workshop hôm đó để mà chúng ta kêu gọi các bạn trẻ tham gia, cũng như là Michelle có thể kêu gọi bằng tiếng Anh để mà kêu gọi các bạn đến tham dự thật đó. Thì trong buổi sinh hoạt này, chương trình sẽ bao gồm triển lãm ảnh, tranh ảnh theo dòng thời gian như chị đã nói. Và sẽ có hồi trảo, thao trảo đổi giữa nhiều thế hệ về lịch sử VNCH cho đến tình hình Việt Nam cận đại. Và ba là sẽ có hồi thảo trao đổi mong muốn và hướng đi của giới trẻ cho tương lai của cộng đồng người Việt hải ngoại, nói riêng là cho đất nước và nói Việt Nam cho chưa nói chung. Kính thưa quý đồng hương, đây là cái điểm son của ban liên lạc hội đoàn trẻ đã có cái thế hệ tiếp nối. Và như sau thế hệ của anh em mình thì cũng có người trẻ. Và đây là cái mừng vui của cộng đồng của chúng ta coi như tiếp nối. Vì vậy mà cái buổi workshop này ban liên lạc các hội đoàn trẻ nhắm tới giới trẻ để mà chia sẻ với trẻ những cái kinh nghiệm đau thương. Nhưng mà có một điều em cũng muốn chia sẻ với anh Đức là rất là cảm thấy mình cảm thấy rất là vui tại vì các em bây giờ tiếng Việt rất là giỏi. Đúng, anh nói cái đó. Thế, đúng không? Chúng mình đi hầu như chúng mình đi qua một cái thời gian kia là anh em mình mới qua thì tiếng Việt mình rất là giỏi, tiếng Anh dở. Rồi tới một cái thế hệ tới thì tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt. Rồi bây giờ tới cái thế hệ tới nữa là bây giờ tiếng Việt và tiếng Anh ngang điệu nhau. Thành ra các em bây giờ đi vào cái song ngữ. Và cái buổi workshop của chúng ta sẽ là cái buổi trao đổi, có nghĩa là các bạn, các anh em trẻ đừng có ngại là không bị bất đồng ngôn ngữ, tại đây là cái buổi hội thảo song ngữ. Không hiểu tiếng Việt thì có tiếng Việt, mà không hiểu tiếng Anh thì nó có tiếng Anh. Đúng. Coi như nói cả hai ngôn ngữ, vì vậy rất là thuận tiện cho các bạn trẻ theo để mà tham gia cái buổi workshop này để mà hiểu biết về cái quá khứ cũng như cái tương lai, rồi sau đó các bạn có thể chia sẻ nó lên cái tâm tư nguyện vọng của mình cho cái hướng đi của người Việt ở hải ngoại. Dạ, vì vậy Michelle, trước khi mà sắp sửa hết giờ thì Michelle có thể có một lời kêu gọi đến tất cả các bạn. Thì Michelle xin gửi cái lời kêu gọi bằng tiếng Anh. Thì sau đây Michelle xin nói là I would like to encourage the younger generation to participate in this event because it will be a great learning experience. Everyone is invited, so feel free to invite all your friends and your family. There will be many fun activities that will allow you to create new memories and build new friendships. Most importantly, you will be able to learn more about your history, origin, and culture of Vietnam. You know, without that knowledge, we are like a tree without roots. So that is very important. Dạ vâng, cô Thu Hà cũng xin rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng ở giới trẻ, và giới trẻ rất mong là sự tham dự của quý vị trong ngày 29 tháng 4, 1 giờ đến 4 giờ tại 8200 Civic Center. Và đồng thời giới trẻ cũng sẽ có thức ăn nhẹ cho quý vị. Dạ, chân thành cảm ơn ban giám đốc của đài SST cũng như tổ hợp luật sư của Đỗ Phụ Anh Tuấn.
Dạ, xin chào. Xin chào.